Với túi đồ khá đơn giản, ông Mù Phan Văn Dương sinh năm 1938, trú ở xóm Long Sơn, xã Đức An, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, chưa chịu đầu hàng trước một loạt khóa nào. Câu chuyện về cuộc đời ông Mù có biệt tài sửa khóa là cả một câu chuyện dài về nỗi bất hạnh. Lúc lên 7 tuổi, số phận nghiệt ngã khi đôi mắt của ông bị mù, không có tiền đưa đi viện, cứ lấy thuốc của các thầy lang trong vùng về uống, thế nhưng khỏi đâu không thấy, ngày càng mù hẳn đi. Do gia đình tôi nghèo nên tôi phải đi làm thuê, tôi làm đủ thứ các nghề như làm bún, làm bánh cuốn, đan áo tơi. Thế nhưng rồi ông lại nghĩ mình phải kiếm được một nghề để nuôi sống bản thân. Ông đã quyết học bằng được một cái nghề để kiếm sống. Thế rồi, cơ duyên với nghề sửa khóa đã vận vào người mình lúc nào không hay. Này đã 77 tuổi, cái tuổi đã gần đất xa trời, nhưng nghề sửa khóa ấy vẫn đeo đuổi và nuôi sống cả gia đình. Vừa qua đấy mà hôm ấy mới đến đấy, lại ra nhà, nhà mở trong ngoài tù, ngoài nhà họ mới mới lại mới đi mà trong mới về đấy mà. Ông quên luôn. Thế mười lần là ông đi sửa khóa thì họ trả cho ông bao nhiêu tiền không? Ông cái này do ông đòi hỏi họ, chứ họ thì có anh đi trả đi, có anh trả anh khác đi, cái việc họ trả thì mà có. Yeah. Còn về riêng với ông là ông quyết định đi. Cái khoảng ấy ta mua được 30.000. Thì ông mà làm cho họ một đôi chi thì ông phải lấy mức là 15.000. Là lấy cái trung bình nửa khóa đó lại. Không lấy hơn là không lấy, là vì lấy mà nắng cho nó có lời được cho. Người ta cũng được lời, mình được lời thì khi nào là mới có khách. Yeah. Thì ông cứ lấy mức cái đó. Vùng đấy thì ít người là không ai làm được, cho nên là họ đưa đến chừa nhiều. Yeah. Nhất là cơ quan lương thực cũng phải đưa đến đấy chừa thế, rồi thì là các cửa hàng nhiều. Yeah. Thế rồi thì ông cứ tiếp đó ông làm cái đầu thì làm quả người ta mất đi thì ta làm chia khác. Mà có anh cái trường hợp là ví dụ như lương thực chẳng hạn thì là chia đang lứa, nhưng mà mất một chia rồi thì chứ là nghĩ có một người khác đường đến đi. Đây đứa đến đây mấy nhà chừa lại cho họ để cho cái người được chia cũng không mở được nữa.